Chúng ta đều từng nghe qua câu chuyện dạy con của Mạnh Tử Tam Thiên, mà chuyển nhà 3 lần để giáo dục Mạnh Tử. Có thể thấy, từ xưa đến nay, vấn đề giáo dục con cái luôn được quan tâm, hữu phụ sinh hữu tử. Cha mẹ có tầm nhìn và khả năng giáo dục tốt thì con cái cũng sẽ giỏi giang và thành đạt. Trong xã hội hiện đại, các bậc phụ huynh lại càng quan tâm đến vấn đề này hơn. Những đầu sách về kỹ năng giáo dục con cái cũng vì thế mà ngày càng xuất hiện nhiều. Một trong những cuốn sách đáng lưu tâm về chủ đề này là Giới hạn cho con bạn của hai tác giả Henry Lau và Sean Townsend. Cuốn sách vỏn vẹn gần 300 trang nhưng lại hàm chứa một lượng thông tin khá đầy đủ và phương pháp giáo dục con cái. Nó xứng đáng là một cuốn cẩm nang bỏ túi cho những bậc phụ huynh hiện nay. Bên cạnh những người làm cha làm mẹ, chính các bạn trẻ như chúng ta hiện nay cũng có thể sử dụng cuốn sách như một lời khuyên nhủ cho lối đi của bản thân. Và tôi tin rằng, sau khi đọc xong cuốn sách, mỗi người chúng ta sẽ có cái nhìn đúng đắn và thiết thực hơn về giới hạn đặt ra trong cuộc sống, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Liệu có phải trong xã hội ngày nay họ đã quá khắt khe với con cái hoặc cũng có thể quá lỏng tay trong việc vạch rõ giới hạn? Sự hoang mang và bối rối đó hy vọng có thể giải quyết sau khi đọc xong cuốn sách. Cuốn sách được chia ra làm 3 phần rõ ràng và dễ theo dõi. Với lối viết gần gũi và sinh động, cuốn sách giống như những lời tâm sự và chia sẻ kinh nghiệm hơn là một cuốn sách kỹ năng cứng nhắc về những giáo điều quy củ. Phần 1. Tại sao cần đặt ra những ranh giới cho trẻ? Đây là phần đầu tiên của cuốn sách, tổng quan về tầm quan trọng của việc giúp trẻ học cách chịu trách nhiệm. Tác giả dẫn dắt vấn đề bằng một câu chuyện thực tế từ chính người bạn Allison của mình. Trong một lần đến thăm nhà Allison, tác giả chứng kiến việc cô bạn dọn dẹp quần áo, đồ chơi cho cậu con trai 14 tuổi như một điều hiển nhiên. Bản thân cô cũng như nhiều bậc phụ huynh khác, chúng ta thường nuôi dạy con cái mà không nghĩ gì đến tương lai. Họ đơn giản làm việc thay con vì nghĩ đó là cách thể hiện tình thương và sự chăm sóc mà chưa từng nghĩ rằng một đứa trẻ 14 tuổi quá đủ lớn để có thể gọn gàng đồ đạc cá nhân. Tôi tự hỏi đứa trẻ ấy rồi sẽ ra sao, một tương lai thành con người như thế nào khi mà việc dọn dẹp quần áo và đồ chơi của chính mình cũng không thể chu toàn. Một trong số các mục tiêu của việc nuôi dạy con là để mắt đến tương lai, chúng ta cần nuôi dạy chúng trở thành những người trưởng thành và có trách nhiệm. Để có thể trở thành một người trưởng thành và có trách nhiệm, nhất định chúng phải được rèn luyện tinh thần trách nhiệm ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Điều này đặt ra cho những bậc làm cha mẹ một vấn đề, đó là cần phải đặt ra giới hạn giữa yêu thương và chiều chuộng một cách thái quá. Người ta thường nói, dạy con từ thuở còn thơ như một lời khẳng định về phương pháp dạy con ban sơ nhất. Cần phải cho chúng biết chúng cần chịu trách nhiệm về chính việc làm của mình ngay từ khi còn là những đứa trẻ. Bạn có thể yêu thương con như một điều tất yếu, nhưng cần cho chúng những kỷ luật để giáo dục. Như Kinh Thánh đã mô tả quá trình phát triển, không có sự kỷ luật nào là có vẻ dễ chịu tại thời điểm đó, mà nó chỉ ra nỗi đau đớn. Tuy nhiên sau này, nó sẽ tạo ra một vụ mùa bội thu đầy ắp sự công bình và an lành cho những người đã kiên trì khổ luyện. Có thể nói, việc đặt ra ranh giới cho con cái chính là một cách suy nghĩ thấu đáo cho tương lai của chúng. Một người cha, người mẹ biết yêu thương con là biết nghĩ cho tương lai của chúng thay vì để tình thương mù quáng che lấp mà làm hại con trẻ. Bên cạnh đó, việc đặt ra ranh giới cũng trau dồi cho trẻ những phẩm chất cần thiết mà tác giả có liệt kê như lòng yêu thương, tinh thần trách nhiệm, sự tự do, chủ động hay tôn trọng thực tế. Với mọi phẩm chất nêu ra, tác giả cũng giải thích cặn kẽ lý do trên cơ sở khoa học. Tuy nhiên, việc đặt ranh giới phải xuất phát từ cả hai phía như trong cuốn sách có ghi. Nhưng để hình thành nhân cách ở trẻ, trước tiên chúng ta phải là những bậc cha mẹ có nhân cách. Để đặt ra những ranh giới ở trẻ, chúng ta phải có những ranh giới của riêng mình. Việc dạy cho con về tầm quan trọng của giới hạn cũng là cách giáo dục cơ bản mà tác giả muốn đề cập đến. Một đứa trẻ trong tuổi trưởng thành hay khi còn ấu thơ đều cần có những ranh giới và tùy trường hợp mà cha mẹ còn có cách ứng xử khác nhau. Nói dạy con là một nghệ thuật cũng không sai, bởi nó đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo của một người nghệ sĩ. Đặt giới hạn như thế nào để vừa cứng rắn nhưng lại không gây áp lực tồi tệ cũng là một vấn đề mà cha mẹ cần nghiên cứu và hiểu rõ ràng hơn. Phần 2. 10 quy tắc về ranh giới mà trẻ cần biết. Ở phần 1, tác giả mới chỉ đưa ra cái nhìn tổng quan nhất về định nghĩa ranh giới. Tới phần 2 mới tiếp tục triển khai một cách cụ thể về 10 quy tắc ranh giới.
quy tắc nhân quả. Đây là phương pháp để con tự trải nghiệm luật nhân quả, hay nói một cách đơn giản hơn là chúng tự làm và tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chẳng hạn như mãi chơi không làm bài tập, hậu quả đương nhiên là bị kiểm điểm và cắt bớt thời gian vui chơi. Và đương nhiên, chúng cần học được cách chấp nhận và chịu trách nhiệm thay vì tỏ ra bất công và chống đối với hậu quả. Dần dà chúng sẽ hiểu ra đạo lý, gieo nhân nào gặp quả nấy, gieo gió thì gặp bão. Chính vì thế, mỗi đứa trẻ sẽ biết cân nhắc hành động của mình hơn, biết suy nghĩ việc gì nên làm hay không nên làm để đem lại kết quả tốt nhất. Đó là quy luật để con học cách trưởng thành và sinh tồn trong thế giới này. Nói về nhân quả, Chúa từng nói: một người gặt hái những gì anh ta gieo trồng. Người nào gieo hạt giống để thỏa mãn bản chất tội lỗi của mình, bản chất đó sẽ nảy mầm thành sự hủy diệt. Người gieo hạt để làm vui lòng Thánh Linh, từ Thánh Linh sẽ hái sự sống đời đời. Như vậy, quy tắc nhân quả không chỉ áp dụng trong việc giáo dục những đứa trẻ mà còn là kinh nghiệm cho mỗi người chúng ta. Khi nắm rõ quy tắc này trong tay, tôi tin các bạn sẽ là người đưa ra những lựa chọn chính xác nhất và không bao giờ hối hận vì hành động mà không suy nghĩ. Bên cạnh quy tắc nhân quả, một quy tắc vô cùng quan trọng mà trẻ con đến người lớn cần được học tập, tác giả còn liệt kê 9 quy tắc nữa để hoàn thiện nhân cách một đứa trẻ. Quy tắc trách nhiệm, quy tắc sức mạnh, quy tắc tôn trọng, quy tắc động lực, quy tắc đánh giá, quy tắc chủ động, quy tắc đố kỵ, quy tắc hoạt động và quy tắc phơi bày. Mỗi quy tắc đều gắn liền với những câu chuyện và dẫn chứng thực tế khiến cho những lý thuyết trở nên dễ hình dung. Cuộc sống nói chung và nhiệm vụ giáo dục con cái nói riêng luôn có những quy tắc. Một khi nắm được cái quy tắc thì mọi thứ sẽ vận động theo đúng quy đạo của nó. Điều đặc biệt là những quy tắc này có sự liên quan và tác động lẫn nhau. Ví dụ như vấn đề đặt ra ở quy tắc sức mạnh sẽ được giải quyết bằng quy tắc tôn trọng. Quyền lực hoặc sức mạnh có thể chữa lành hoặc làm hại con bạn. Trẻ cần sức mạnh xuất phát từ ý thức tự kiểm soát thực tế và cần từ bỏ mong muốn có toàn quyền quyết định đối với bản thân và các mối quan hệ. Sự hiểu biết dựa trên thực tế về sức mạnh thực sự sẽ cung cấp cho trẻ một nền tảng để tôn trọng, thiết lập và giữ gìn các ranh giới. Hãy giúp trẻ hình thành những kho báu của riêng mình bằng ý thức của sức mạnh, tình yêu và kỷ luật tự giác. Như một phụ huynh cần làm gì khi trẻ sử dụng sức mạnh của mình để xâm nhập vào các ranh giới của những người khác? Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trong chương tiếp theo khi chúng ta làm rõ quy tắc tôn trọng. Có thể nhận thấy rằng không có quy tắc nào là quan trọng nhất hay quy tắc nào là không cần thiết. Tất cả những quy tắc được liệt kê đều có lý do của nó và sự xuất hiện của chúng sẽ bù trừ cho nhau. Chẳng hạn như sự tôn trọng ra đời để trẻ dung hòa được sức mạnh của mình trong một giới hạn nhất định. Phần 3. Áp dụng các quy tắc về ranh giới với trẻ. Ở phần này, tác giả sẽ khép lại cuốn sách bằng 6 bước hướng dẫn cách áp dụng những ranh giới cụ thể và thiết thực cho con bạn. Bất cứ phương pháp dạy con nào cũng vậy, chúng sẽ chỉ là những câu từ trên giấy một cách vô dụng nếu không áp dụng được vào thực tế. Chính vì vậy, tác giả không muốn độc giả đọc xong cuốn sách và gật đầu trầm ngâm rồi bỏ lại phía sau. Cuốn sách đi vào hồi kết cũng là lúc bạn đọc đứng lên hành động. Vậy thì 6 bước đi thực thi quy tắc về ranh giới với trẻ là gì? 1. Quan sát ba thực tế. Con bạn không hoàn hảo, vấn đề không thực sự là vấn đề và thời gian không chữa lành tất cả. Những sự thật này mọi người đều có thể biết nhưng không phải ai cũng quan tâm và thừa nhận. Chẳng hạn như thực tế, thời gian không chữa lành tất cả. Chúng ta thường nghe những câu ngược lại thì đúng hơn, đại loại như mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thời gian sẽ bình thường hóa mọi thứ. Nhưng sự thật không phải vậy. Thời gian chỉ là một bối cảnh để chữa lành, nó không phải là quá trình chữa lành. Nhiễm trùng cần nhiều thời gian hơn để hồi phục, nhưng chúng ta cũng cần thuốc kháng sinh. 2. Sử dụng ranh giới. Nhiều bậc cha mẹ bị thua trong trận chiến tranh ranh giới chỉ đơn giản vì họ đã kiệt sức với một đứa trẻ quá ương bướng, chứ không hiểu rằng mình sắp mất đi những gì và quyết tâm đạp lên mọi loại trở ngại. Việc sử dụng ranh giới chưa bao giờ là dễ dàng với một đứa trẻ. Chính vì thế, tác giả đã đưa ra gợi ý những bậc phụ huynh nên hợp thành một nhóm để có thể chia sẻ bí kíp và kinh nghiệm với nhau. 3. Tự phát triển các ranh giới riêng. Trước khi áp dụng ranh giới lên một đứa trẻ thì cha mẹ cũng cần làm gương, hãy tự cho bản thân những giới hạn và bọn trẻ sẽ nhận thấy điều đó. 4. Đánh giá và lên kế hoạch. Hãy đánh giá tình hình và các nguồn lực của con bạn, từ đó xây dựng kế hoạch để giải quyết vấn đề. Trong cuốn sách, tác giả cũng đưa các bước đánh giá và lên kế hoạch cụ thể. 5. Trình bày kế hoạch.
Đây là một bước làm đòi hỏi sự hợp tác của cả cha mẹ và bé. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra rất nhiều yếu tố khác có tác động đến sự thành công của kế hoạch. 6. Theo dõi. Bước cuối cùng này được đánh giá là sẽ khó khăn và quan trọng hơn tất cả những bước khác. Toàn bộ ý tưởng về một kế hoạch sẽ sụp đổ nếu bạn không đóng vai trò là ranh giới đối với trẻ. Quá trình trưởng thành của một con người không hề dễ dàng mà cần có thời gian, giống như một cây non cần hội tụ đầy đủ ánh sáng và dưỡng chất để lớn lên. Cha mẹ không thể che chở mãi mãi cho mỗi đứa con của mình, nên việc dạy cho chúng cách tự trưởng thành là vô cùng quan trọng. Có thể trong hành trình đó, nhiều người còn lo lắng và bối rối không biết cần phải làm như thế nào, thì cuốn sách Giới hạn cho con bạn được coi như một phương thuốc hỗ trợ diệu kỳ. Mỗi bậc cha mẹ thông thái sẽ biết cách đào tạo ra những đứa trẻ thiên tài.